Trong ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về là tôm mỏ. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa với các bạn nha, thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn nha, mình sẽ đi vào chi tiết tôm mỏ nha các bạn. Anh chia tay rồi không? Tả đi một cái đi. Chưa có cảm xúc. Vào cuộc đi. Chưa có cảm xúc. Trước thì cứ bé nào đấy đầy bé. Ôi giời ơi. Mày đi tao đi mẹ yêu giả dối à? Chia tay cái tao tán được nghe được hai mặt trận này khác nhau. À, chẳng phải có cảm xúc cả em. Em tưởng anh Cường không như thế. Anh đi luôn khác được. Cái đợt trước bà này anh còn đòi tháng, anh còn muốn khai với cần gì. Làm nghe bé mũ mít. Anh cần một tí thì tiến vào con đường này rồi. Nhưng mà đợi chứ chịu thật đấy. Mình sẽ lúc mình sẽ đợi người người ta đợi bỏ mình buồn nhỉ, buồn nhỉ. Anh em xem đuổi anh như vậy. Video của mình kết thúc đây nha bạn. Chán thật đấy, tưởng là sắp có cỗ đi hẳn. Mình đi làm cặp nước cái các bạn nha. Cặp nước cái yêu thì cứ yêu và nhiều khi mất nhau xa. Chán thật. Dẻo là chán. Dẻo gì chứ? Đi làm là chơi. À cô gái rồi. Bật bó tan gái đi.
không có nè luôn. Như vậy video của mình kết thúc đây nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về là tô mò. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa với các bạn nha, thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn nha, mình sẽ đi vào chi tiết tô mò nha các bạn. Cố gắng kiếm tiền. Anh cố gắng kiếm tiền xong rồi buồn đi kênh YouTube. Mua đi kênh mấy đi xong mình tự làm ơi. Nghĩ là ý tưởng vlog này nọ. Giờ chắc chỉ có vlog của quản gì nữa. Thế thôi. Em review đồ ăn đi nhỉ. Ăn nó béo mẹ ngửa đi. Mua kênh như phải biết đủ sang các kiểu các kiểu sau. Để làm để mình kiếm tiền cho mình làm để mình về ví mình đơn. Bỏ anh kiên dạy cái này. Sao lại Thành ở hú mẹ em đi với anh không nhỉ? Hai anh em mình lại bắt tay vào công việc nhỉ? Chết mắt em kiếm lấy độ 1 triệu đã mua kênh cho mới làm được à? Mua mẹ. Chứ giờ anh nghĩ này thì anh làm đi làm gì chứ? Trên visa làm cái gì? Để thông báo này thì trên visa làm cái gì? Cứ làm cái tháng này thì đã. Ô là anh gia hạn là anh? Chơi bài. Ô thế là anh gia hạn rồi. Là cái tháng này còn mới hôm nữa đâu. Là anh gia hạn rồi, gia hạn rồi. Là anh nghỉ hẳn luôn, gia hạn rồi, anh nghỉ hẳn luôn. Nghỉ đứt luôn này. Tưởng này sẽ có cái gia hạn đấy. Em tưởng là kiểu như là anh chỉ làm cái thằng này thôi thì anh nghỉ rồi. Kiểu nói thế. Dạ, chả có cầu à cửa như này. Khó gặp A Cường quá. Cái đồ má nó cứ bùa mình kìa. Các bạn chờ mình tí nhé. Mình sẽ báo thù thôi. Mình đang vào công việc đấy. Mẹ đang cứ bùa mình nhẹ. Thằng này chán sống rồi các bạn ạ. Dạ lúc có tiền mình tự tin. Yêu được em ạ. Bây giờ không có tiền thì điều ngại rồi. Mẹ. Thằng này nó dám trêu người mình các bạn ạ. Để mình báo thù, để mình báo thù. Và anh xin lỗi đã chẳng bên cạnh em nữa. Mẹ lại cứ buồn mày nghe. Mẹ con chó này. Yêu là như thế. Rồi. Mẹ mua với ai.
Ờ. Xong rồi nó bắn lên xong rồi xong chặn rồi. Nó bắn lên cái xong chặn rồi. Vừa bắn lên cái xong chặn luôn. À đủ mẹ lại cần phải lo có vợ thế này trở lại. Như vậy video mình kết thúc đây nha các bạn.